Mọi người đều biết thái tử gia của Kinh Khuyên yêu thích một con chó. Thích đến mức độ nào ư? Khi nước hoa của Hồng Tiểu Hoa xịt vào chó, chó hắt xì hơi thì cô ta liền bị phong sát. Đến khi Tống Nam đánh chó của anh, tất cả mọi người đều cảm thấy cô xong đời rồi. Không ai biết được con chó đó là quà chia tay Tống Nam tặng thái tử gia. Sáng sớm tin tức Tống Nam đánh chó đã leo lên hot search. Video người đi đường quay lúc đó, trong video một cô gái đạp vào chân chó, khiến con chó vàng ngã xuống hố. Ánh mắt nhắm chặt, bốn chân thẳng đứng như là chết rồi. Trời ơi, ngược đãi chó, chú chó thật đáng thương. Đây không phải là ngược đãi, đây là giết chó rồi, phải đi tù. Trông tướng mạo cô gái này không phải là người tốt. Đến lúc này, độ hot vẫn chưa cao, đến khi có người nhận ra cô gái trong video là Tống Nam. Tống Nam là nữ minh tinh BNT mà nổi tiếng trong giới giải trí. Bình thường xịt nước hoa cũng bị mắng lên hot search, chứ đừng nói là đánh chó, chỉ trong chốc lát đã leo lên vị trí đầu bảng giới giải trí. Antifan lũ lượt kéo vào, liên hợp với người qua đường để mắng chửi cô, phát triển tới mức biến thành một cảnh tượng tàn khốc, lũ lượt mắng Tống Nam đi chết đi. Rất nhanh có nghệ nhân khác nhúng tay, là đối thủ của cô, Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên là một tiểu hoa mới, mà cô ta là người đạp lên Tống Nam để đi lên. Cùng nhau quay game show vườn ruộng, cô ta chăm chỉ hiểu chuyện, Tống Nam hay ăn lười làm. Bạch Thiên Thiên đăng một bài viết, các tình yêu, bắt đầu từ tôi đã làm một bức ảnh cứu chữa chú chó, rõ ràng là đang chế giễu Tống Nam. Quả nhiên fan của cô ta khen cô ta lương thiện, không giống như ai đó gương mặt cay nghiệt, trái tim tàn nhẫn. Lại dấy lên làn sóng chửi cao hơn. Sự việc đến mức này, người đại diện của Tống Nam vẫn rất bình tĩnh. Không phải cô cảm thấy Tống Nam không quan trọng, trên thực tế, Tống Nam là nghệ sĩ duy nhất của cô, cũng là cây hái tiền của cô ta. Bởi vì chuyện Tống Nam bị chửi là chuyện bình thường, điều này có nghĩa là lại được hot rồi. Chú chó này không sao chứ, cứ để bọn họ mắng, đến lúc đó cô lại chụp một tấm với chú chó để giải thích là chuyện này sẽ xong. Người đại diện Tống Nam ngay cả bước tiếp theo cũng đã nghĩ xong rồi, bình tĩnh ngồi cắn hạt dưa với Tống Nam. Đến khi có người phát hiện con chó này không phải là con chó bình thường, mà là con có yêu thích của thái tử gia Kinh Khuyên. Trời ơi, thế mà lại là chó của thái tử gia. Lần này ác nữ Tống Nam xong đời rồi. Các người có biết thái tử gia thích con chó này đến mức nào không? Trước kia Tiểu Hoa vì xịt nước hoa bắn vào con chó, nó hắt hơi một cái, thái tử gia liền lập tức phong sát cô ta. Tống Nam đây không phải là xịt vào chó, mà là đánh nó, chắc chắn không đơn giản là phong sát. Ác giả ác báo, ngồi xem kết cục thê thảm của tiện nhân Tống Nam, người đại diện Tống Nam không thể bình tĩnh được nữa, biểu cảm như kiểu trời sập, quay đầu kéo vali, bắt đầu thu dọn hành lý. "Chị Lâm, chị làm gì thế?" Tống Nam tò mò hỏi. "Thu dọn đồ rồi chạy, chẳng lẽ còn đợi đại họa ập lên đầu?" "Không đến mức thế chứ, em chỉ đạp con chó chết tiệt kia một cái." "Chuyện là thế này, hôm qua Tống Nam đi chụp ảnh tuyên truyền, con chó chết tiệt không biết từ đâu chui ra, cứ bám dính lấy cô không muốn nhìn thấy người đó, nên đã đạp nó một cái, cô không hề dùng sức, nó khoa trương ngã xuống, thẳng đứng giả chết, thực ra là đang làm nũng, đây là thủ đoạn của nó, bởi vì trước kia nó vẫn thế, mặc kệ nó làm gì sai, thì Tống Nam đều tha thứ cho nó, đáng tiếc bây giờ cô không quen nó nữa, vì thế nhân lúc nó không phản ứng, cô mau chóng chuẩn đi." "Cô thế mà lại mắng chó của thái tử gia là chó chết tiệt." Người đại diện phát điên lên, đột nhiên điện thoại của cô vang lên, người đại diện run rẩy nghe máy, khi buông điện thoại xuống thì sắc mặt không còn chút máu nào. "Không chạy được rồi, thái tử gia đã tìm tới cửa. Chị Lâm nhận được lời mời từ một chương trình tạp kỹ thần nấu ăn quán cơm. Chương trình này là chương trình tuyến 1, phương thức của chương trình là livestream, độ hot search cực cao, khách mời đều là ảnh đế, ca hậu. Tuy độ hot của Tống Nam cao, nhưng mà đẳng cấp thấp, không có tác phẩm gì, vốn dĩ không thể có được tài nguyên tốt như này. Nếu như trước kia chắc chắn chị Lâm rất vui mừng, thì bây giờ lại vô cùng khổ sở, bởi vì kim chủ lớn nhất chương trình này là thái tử gia của Kinh Khuyên, Chí Nhiễn Chu, vì thế lời mời này giống như hồng môn yến. Tống Nam, chị thấy ý của đối phương là nếu em không đi, sau này đừng nhận bất kỳ công việc gì nữa." Chị Lâm cũng rất bối rối, không đi thì sẽ bị phong sát, đi rồi thì có thể sống không bằng chết, chị thấy hay là rút khỏi giới giải trí đi. Chị Lâm cắn răng đưa ra đề nghị. Tống Nam cũng rất bối rối, cô không muốn dây dưa với Chỉ Nhiễn Chu, nhưng với hiểu biết của cô về anh ta kiêu ngạo đến tận xương tủy, người này nhìn thì có vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp xúc. Trên thực tế thì nói lời giữ lời, tuy lúc đầu cô và Chỉ Nhiễn Chu sống chết giành quyền nuôi chó nên đã có chút tranh chấp, nhưng tổng thể lại thì vẫn là chia tay hòa bình, nói chia tay rồi thì sẽ không dây dưa và trả thù. Vì thế mời cô tham gia tiết mục này, có lẽ không liên quan tới anh ta, có lẽ là tổ chương trình đã thay đổi, muốn mời một người hot, dẫu sao cô bị bôi đen thì nó là thật, nhưng hot thì cũng là hot thật. "Chị Lâm, chương trình này trả bao nhiêu cát-xê?" Chị Lâm đưa ra một con số, mắt Tống Nam sáng lên, không hổ danh là chương trình tuyến 1, đúng là giàu có, vì để có thể mua được biệt thự rồi nghỉ hưu sớm. Cô cắn răng, "Chị Lâm, nhật chương trình này đi." Tống Nam thông báo tham gia thần nấu ăn quán cơm, trên mạng toàn là cười trên nỗi đau, nhà đầu tư của thần nấu ăn quán cơm là thái tử gia nhỉ. Trước kia thái tử gia lộ mặt rồi, thật đẹp trai. Chỉ video mấy giây, tôi đã xem đến 180 lần, quả thực là đẹp trai, hơn nữa bố là thương nhân, mẹ là đạo diễn nổi tiếng, chị là ảnh hậu, còn có một người anh cũng thành công, không hổ danh là thái tử gia. Thái tử gia tuy đẹp trai, nhưng tính cách hơi điên cuồng, rất bao che khuyết điểm, đặc biệt là đối với chú chó bảo bối của anh. Trước kia chẳng phải có một tin hot sao, một chàng trai đêm mưa ôm chú chó tới viện, chàng trai đó chính là thái tử gia. Ha ha ha, lần này độc phụ Tống Nam xong đời rồi. Thái tử gia mời cô ta tham gia thần nấu ăn, chính là để giày vò cô ta nhỉ, vốn dĩ định ném xít vào nhà độc phụ này, mà thái tử gia đã ra tay rồi, vậy thì tôi sẽ đợi xem kịch. Không lâu sau Bạch Thiên Thiên cũng tuyên bố tham gia thần nấu ăn. Chị Lâm cạn lời, keo chó à, đạp mãi không ra. Fan của Bạch Thiên Thiên rất vui mừng, fan của Bạch Thiên Thiên đều là fan mama, con rể ưng ý nhất của họ chọn chính là thái tử gia. Chỉ Nghiễn Chu đẹp trai, xuất phát điểm tốt, năng lực mạnh,
cái gì cũng đỉnh, miễn cưỡng xứng với tiểu tiên nữ như thiên nga của chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn thực sự tìm ra được manh mối. Có một lần xe tới đón Bạch Thiên Thiên là xe của thái tử gia. Không chỉ là thế, cô ta còn có một bức ảnh bóng lưng chụp con chó vàng. Con chó vàng đó rất giống với chó của thái tử gia. Người có thể dắt chó của thái tử gia đi dạo, tất nhiên là cũng có quan hệ với thái tử gia. Các manh mối đều chỉ rằng thái tử gia chính là bạn trai bí mật của Bạch Thiên Thiên. Đây chắc chắn là thái tử gia đích thân mời. Không phải chứ, thái tử gia không chịu được, muốn công khai rồi sao? Chắc chắn thái tử gia sớm đã nóng lòng được công khai, muốn quang minh chính đại thân thiết với thiên nga nhà ta. Vì lo cho sự nghiệp của Thiên Thiên, không dám công khai yêu đương, chỉ có thể để thái tử gia nhẫn nhịn. Thái tử gia nhịn đến đỏ mắt rồi, sau đó ôm lấy Thiên Thiên. Cô gái không nhịn được cười ha ha, kịch bản này quá hay, chủ comment trên viết thêm chút nữa đi, fan của Bạch Thiên Thiên vui như tết. Tất nhiên vào lúc này không quên đạp Tống Nam hai câu, nghe nói còn mời ai đó. Thái tử gia và Thiên Thiên lần này sẽ cùng nhau vùi dập cô ta. Có kịch hay để xem rồi, thật mong chờ xem chó ngã xuống nước. Chủ comment trên đừng sỉ nhục chó nữa, ai đó không xứng. Nháy mắt đã thần nấu ăn đã phát sóng. Chị Lâm đưa Tống Nam đến nơi livestream. Chương trình có quy định nghệ nhân không được đưa theo người đại diện và trợ lý, vì thế người đại diện chỉ có thể tạm biệt Tống Nam ở cửa. Nếu như tổ chương trình làm khó em vì tiền bồi thương, em có thể nhịn thì nhịn. Chị Lâm dừng một lát rồi nói tiếp, nếu như không nhịn được thì chỉ có đập nồi bắn sắt cũng sẽ giúp em chuộc thân. Tống Nam vừa cạn lời vừa cảm động, vươn tay ôm lấy chị Lâm. Chị Lâm yên tâm đi, không sao đâu. Địa điểm livestream thần nấu ăn quán cơm lần này là tại một tứ hợp viện. Trong cổ kính, Tống Nam tạm biệt người đại diện rồi đi vào. Lần này mời tổng cộng 5 người, Tống Nam và Bạch Thiên Thiên là khách mời mới của mùa này. Còn có 3 người lần lượt là ảnh đế Quan Nhữ, ca hậu Lãnh Anh và có một tiểu sinh mới Trang Ngọc. Lúc cô tới, Bạch Thiên Thiên, Lãnh Anh và Trang Ngọc đã tới rồi. Bạch Thiên Thiên nói cái gì, khiến Lãnh Anh cười khúc khích. Ánh mắt Trang Ngọc nhìn Bạch Thiên Thiên cũng rất dịu dàng. Cô vừa vào thì bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo. Đặc biệt là Bạch Thiên Thiên và Trang Ngọc, ánh mắt nhìn Tống Nam không mấy thân thiện. Những fan thất đức của Tống Nam đã từng truyền tin đồn cô với Trang Ngọc, đã từng cắt video của cô. Trang Ngọc cảm thấy là cô muốn cọ nhiệt anh ta. Ngẫu nhiên tham gia cùng một chương trình thì anh ta đều cách xa Tống Nam và còn công khai tỏ ra khinh thường Tống Nam, đồng thời anh ta lại đeo đuổi Bạch Thiên Thiên. Đáng tiếc Bạch Thiên Thiên không để mắt tới anh ta. Cô chào hỏi Lãnh Anh, Trang Ngọc như sợ cô chào hỏi anh ta, vội vàng lui tới bên cạnh Bạch Thiên Thiên. Tống Nam bất giác liếc mắt, ai muốn chào hỏi anh hả, tên tự luyến. Lát sau ảnh đế cũng tới, mọi người đã đợi lâu rồi, nhưng mà tôi không phải là người tới cuối cùng, chúng ta còn có một khách mời bí mật. Ảnh đế vừa là khách mời, vừa là MC chương trình, phụ trách sắp xếp các bước. Vị khách mời này của chúng ta rất tuyệt, là người trẻ tuổi nhất trên bảng tỷ phú. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia chương trình tạp kỹ. Ảnh đế mau chóng khuấy động không khí, kể ra một loạt chức vụ. Thực ra lúc này khách mời và khán giả đều đã có phỏng đoán. Đặc biệt là fan Bạch Thiên Thiên đã comment khắp livestream, không phải chứ, lẽ nào thực sự là người đó? Tôi còn tưởng rằng nhiều nhất là lộ mặt thôi, không ngờ lại là khách mời. Tới vì Thiên Thiên ư? Anh ta thật yêu Thiên Thiên, mối hôn sự này tôi đồng ý. Ảnh đế khiến mọi người háo hức, cuối cùng cũng nói ra thân phận khách mời bí mật. Nhiệt liệt chào mừng khách mời bí mật của chúng ta, Chỉ Nhiễn Chu. Thực ra từ lúc ảnh đế nói có khách mời bí mật thì Tống Nam có dự cảm chẳng lành. Trên mặt cô tỏ vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng đang rất hoảng loạn. Không phải chứ, Chỉ Nhiễn Chu cũng muốn tham gia chương trình này thì có nghĩa là sẽ gặp nhau suốt, gặp người yêu cũ thật ngại. Chỉ Nhiễn Chu rốt cuộc muốn làm gì hả? Tống Nam vẫn không chất tâm, tự cầu mong đừng là Chỉ Nhiễn Chu. Cho đến khi ảnh đế nói ra cái tên đó, khi bóng dáng to cao xuất hiện ở trường quay thì tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô đã vụt tắt. Chỉ Nhiễn Chu quả thực trông đẹp trai, cao 1m87, vai rộng eo hẹp chân dài, bởi vì ngoại hình của anh mang đặc điểm người nước ngoài, là một người Lai, ngũ quan sắc bén, mắt màu trà nhạt, cộng thêm khí chất lạnh lùng, đứng ở đó khiến Trang Ngọc trông như thằng nhỏ. Chỉ Nhiễn Chu không chỉ đi một mình tới, trong tay anh còn dắt chú chó vàng. Chú chó rất vui vẻ sủa về phía bọn họ, nếu không phải là Chỉ Nhiễn Chu giữ chặt nó thì nó sớm đã xông tới rồi. Chỉ Nhiễn Chu cũng nhìn về phía bọn họ, đồng thời bình luận trong livestream bùng nổ, trời ơi, thái tử gia mang theo chó yêu tới tham gia chương trình, thái tử gia quá đẹp trai, gương mặt này, cơ thể này đúng là đẹp, ha ha, tôi chảy nước miếng rồi. Fan của Bạch Thiên Thiên comment đúng thời điểm, này tém tém lại, thái tử gia là của Thiên Thiên, thái tử gia mang chó yêu tới chương trình, đây là muốn chó yêu đích thân báo thù nhỉ? Xem ra thái tử gia rất tức giận, nhìn con chó sủa về phía đó, có lẽ rất hận độc phụ đó. Tung tung tung, kịch hay sắp bắt đầu. Chỉ Nhiễn Chu vừa xuất hiện, không biết là vì khí chất lạnh lùng của anh hay là do con chó đang sủa, nhất thời không có ai mở miệng, không khí có chút lạnh lẽo. Con chó thật đáng yêu, tôi có thể sờ không? Bạch Thiên Thiên phá vỡ sự im lặng, ha ha, khả năng diễn của Thiên Thiên thật tốt, đã từng dắt đi dạo rồi mà còn diễn lần đầu tiên gặp. Thiên Thiên và chú chó chắc chắn rất thân quen, tôi đoán Thiên Thiên vừa lại gần, chú chó chắc chắn sẽ nhào lên. Ây ya, chẳng phải chuyện tình giữa thái tử gia với Thiên Thiên đã lộ rồi sao? To gan đoán chút, thái tử gia cố ý đó, người đàn ông này thật tâm cơ, nam trà xanh tâm cơ, kiểu này thật mơ lầm. Bạch Thiên Thiên đi về phía Chỉ Nhiễn Chu, mặt đầy yêu thương nhìn chú chó, vươn tay định vuốt. Tống Nam lạnh lùng nhìn, không thể không khen diễn xuất của Bạch Thiên Thiên rất tốt. Trước kia cô và Bạch Thiên Thiên cùng tham gia một chương trình vườn ruộng, chủ nhà có một con chó, Bạch Thiên Thiên rất ghét, làm loạn đòi đuổi con chó đi, con chó đó liền bị nhốt ở vườn rau. Tống Nam mấy lần mang xương ra cho chó, cuối cùng lại bị cắt thành Tống Nam làm loạn đòi nhốt chó lại, mà người cho chó ăn lại thành Bạch Thiên Thiên. Nhưng mà con chó này tính giống hệ bố nó, hơn nữa nó có IQ rất cao, ai đối tốt với nó, ai xấu với nó thì nó vừa nhìn là nhận ra. Bạch Thiên Thiên có lẽ đã phải tấm sắt rồi. Quả nhiên con chó đột nhiên lùi về sau, mặt dường như viết đừng lại gần ta,
ngươi không xứng, còn dùng móng lấy đất, ném lên mặt Bạch Thiên Thiên. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, comment cũng trở nên yên tĩnh, vẫn là ảnh đế đứng ra khuấy động. Đại Mao thật thú vị, Chỉ Nhiễn Chu, con chó này của anh có IQ rất cao. Chỉ Nhiễn Chu dè dặt gật đầu, nhưng mà Tống Nam nhìn ra sự đắc ý trong mắt anh. Đây là chó bố, đây là chó con, rõ ràng tôi nhặt được, anh đắc ý cái gì? Bạch Thiên Thiên lúng túng lùi sang bên, fan cô ta cũng phản ứng lại, điên cuồng tẩy trắng, bây ra, chú chó lại cáu kỉnh rồi, có phải là giận Thiên Thiên không ở bên nó? Chắc chắn là thế, vì thế hai bố con đuổi tới tận chương trình, cũng có thể là con chó không thoải mái, chó nhà tôi không thoải mái cũng sẽ nổi giận với người thân cận. Vốn dĩ chuyện này cứ thế trôi qua, Tống Nam cũng ẩn thân thật tốt, ai ngờ Chỉ Nhiễn Chu lại không tha cho cô, đột nhiên mở miệng nói Tống Nam, cô không muốn vuốt cát sao? Cát gì chứ, rõ ràng tên đại hoàng. Chỉ Nhiễn Chu vừa dứt lời, khu bình luận vừa yên tĩnh lại liền bùng nổ, đến rồi, anh ta tới rồi, anh mang chó yêu tới báo thù rồi. Nhìn con chó đó có vẻ nó hận không thể chạy lên cắn Tống Nam. Tôi đoán Tống Nam vừa vươn tay, con chó đó sẽ cắn đứt tay cô. Ha ha ha, đàn bà xấu xa báo ứng tới rồi. Cát tàn nhẫn cắn cô ta, vì câu nói này của Chỉ Nhiễn Chu mà ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Tống Nam. Ánh mắt Bạch Thiên Thiên và Trang Ngọc đều như đang cười trước nỗi đau. Bạch Thiên Thiên vừa bị mất mặt, bây giờ đợi Tống Nam mất mặt hơn để lấp qua chuyện của cô ta. Tống Nam, có phải là cô sợ chó không? Ảnh đế mở lời giải vây cho cô. Chỉ Nhiễn Chu nhìn chằm chằm Tống Nam. Tống Nam, cô sợ chó? Tên cẩu nam nhân này rõ ràng muốn đấu đến cuối cùng. Tống Nam miễn cưỡng nở nụ cười. Chú chó đáng yêu như này, sao tôi lại sợ chứ? Con chó tưởng cô đang khen nó, điên cuồng vẫy đuôi, thu hồi lại câu vừa khen nó IQ cao. Tống Nam đi về phía Cát, còn chưa vươn tay thì con chó đã xông vào lòng cô, dụi vào người cô, không muốn đi ra, đuôi lắc điên cuồng. Khu bình luận liền im lặng, dường như có thể tưởng tượng khán giả xem livestream đều đang sững sờ. Sau đó mới có người phản ứng lại. Sao tôi cảm thấy con chó này không hề ghét Tống Nam, ngược lại còn khá thích cô. Đúng thế, nhìn đuôi nó vẫy kìa, rõ ràng là rất vui. Đúng thế, nó hận không thể bám lên người Tống Nam, còn muốn thoát khỏi Thái tử gia. Đây đều là fan của chương trình, nhưng anti fan của Tống Nam và fan của Bạch Thiên Thiên quá đông. Những bình luận này mau chóng bị đẩy đi, bọn họ bắt đầu nhắm mắt nói láo, nói Cát muốn đâm chết cô, lắc đuôi là để lấy sức. Rất nhanh, chương trình tới bước phân công việc, vẫn quy tắc cũ, tôi làm đầu bếp, Trang Ngọc trợ thủ cho tôi, Lành Anh thu tiền, còn lại hai người làm phục vụ, hai người mua đồ. Ảnh đế nói, Chỉ Nhiễn Chu, Bạch Thiên Thiên, Tống Nam, mọi người chia nhau đi, hai người cùng đi mua đồ. Tống Nam không muốn đi cùng Chỉ Nhiễn Chu, cũng không muốn đi với Bạch Thiên Thiên, tôi cảm thấy tôi thích hợp làm người phục vụ. Tống Nam vừa định mở miệng thì có người còn nhanh hơn cô, tôi với Tống Nam cùng đi mua đồ. Người nói là Chỉ Nhiễn Chu. Bạch Thiên Thiên không cam lòng liếc nhìn Tống Nam, sau đó ngọt ngào nói, vậy thì để tôi làm phục vụ. Vừa phân việc xong, khu bình luận lại bùng nổ, Thái tử gia tại sao lại chọn Tống Nam mà không chọn Bạch Thiên Thiên? Chẳng phải là để tránh nghi ngờ sao? Đôi tình nhân chân chính trong giới giải trí mới cần phải tránh bị nghi ngờ. Vì thế Chỉ Nhiễn Chu với Thiên Thiên là thật, anh ta và Tống Nam đi cùng nhau, chắc chắn là để giày vò Tống Nam. Ảnh đế đưa một tờ mua hàng cho hai người họ, địa điểm mua là chợ nhỏ trên trấn, đi hết nửa tiếng. Chủ đề lần này là du lịch nông nghiệp, vì thế chủ đạo là chất phác, tổ chương trình thậm chí còn không chuẩn bị xe. Tống Nam và Chỉ Nhiễn Chu chỉ có thể mỗi người đeo một cái sọt đi bộ tới chợ. Mà Chỉ Nhiễn Chu còn mang theo con chó chết tiệt điên cuồng chen bên cạnh Tống Nam, có lẽ nếu nó có tay thì sớm đã cầm dây dắt đưa cho Tống Nam rồi. Đại hoàng cách xa tao ra, Tống Nam lạnh lùng nhỏ giọng uy hiếp nó. Đại hoàng nãy còn hưng phấn, cúi đầu xuống, ngồi lì bên đường, Tống Nam, nó là con em đó. Lúc này Chỉ Nhiễn Chu đột nhiên nói, âm thanh cũng không nhỏ. Tống Nam giật mình, bất giác nhìn camera, kết quả thấy anh camera đã đi vệ sinh rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, từ khoảnh khắc nó chọn anh thì nó đã không phải là con của tôi. Tống Nam tức giận nói, con chó này là cô nhặt về nuôi nó lớn, lúc chia tay với Chỉ Nhiễn Chu, cô định cho dù cô cạp đất ăn thì cũng phải nuôi nó thật tốt, kết quả con chó này lại vì một chiếc xúc xích mà chọn Chỉ Nhiễn Chu, nghĩ thôi đã tức. Chuyện này em còn nhớ à? Nhớ dai thật. Giọng nói của Chỉ Nhiễn Chu bất giác có chút ý cười. Này, chúng ta không còn quan hệ gì rồi, đừng dùng ngữ khí như lúc còn yêu đương, tôi cảm thấy không thoải mái. May mà anh camera kịp thời quay lại. Trước camera, Chỉ Nhiễn Chu lại khôi phục dáng vẻ công tử lạnh lùng. Cuối cùng cô cũng được giải thoát. Tống Nam và Chỉ Nhiễn Chu đi tới chợ, cô chọn đồ, mặc cả, Chỉ Nhiễn Chu phụ trách trả tiền, sau đó lặng lẽ cho thức ăn vào sọt. Cả quá trình Chỉ Nhiễn Chu và Tống Nam không nói chuyện với nhau. Sao tôi cảm thấy khá ăn ý? Chủ comment trên, bạn có thù gì với Thái tử gia à? Lại ghép đôi Tống Nam với anh. Đúng thế, rõ ràng Chỉ Nhiễn Chu không muốn để ý tới cô ta. Ế, thế mà đã về rồi, tôi còn tưởng Thái tử gia sẽ nhân cơ hội giày vò Tống Nam cơ. Tống Nam và Chỉ Nhiễn Chu về nông gia lạc. Tống Nam, tôi rất bận, cô đi rửa rau đi, Trang Ngọc nói. Trang Ngọc là trợ thủ, lúc này không có chuyện gì, vốn dĩ là anh ta sẽ phụ trách rửa rau, anh ta đang cố ý làm khó Tống Nam, muốn tìm việc cho cô làm. Với trình độ hay ăn lười làm của Tống Nam, chắc chắn sẽ lén lười biếng. Đúng thế, khi cô ta và Bạch Thiên Thiên tham gia chương trình vườn ruộng, toàn là Bạch Thiên Thiên làm, khán giả lại nhớ lại chuyện kỳ lạ của Tống Nam là trong các chương trình. Kết quả thấy cô động tay làm thì rất ngạc nhiên, trời ơi, Tống Nam thế mà đi rửa rau rồi, mặt trời mọc đằng tây rồi, Thái tử gia lại đi theo Tống Nam, đây là Thái tử gia đó, hai tay đó ký hợp đồng trăm tỷ mà lại đi rửa rau, Thái tử gia nhặt rau, Tống Nam rửa rau. Tôi vẫn muốn nói là Thái tử gia và Tống Nam thật ăn ý,